Chào các bạn nha. Thì clip ngày hôm nay Dương lại tiếp tục đi thăm những cái lồng bãi gắn nha các bạn. Thì ngày hôm nay là tới cử đó. Thì ngày hôm nay Dương sẽ đi thăm bằng cái giỏ sách nhỏ này nha các bạn. Dưới đây ở đây là ba cái lợp Dương mới rút mà nó không dính luôn nha. Dưới đây là chuột luôn. Chuột lúa lại túi đựng gắn lớn bên đây. Tại vì cái thế này mình đậu xe lại qua Bình Lội đi thăm ba ống cái và nên mình lấy cái đó thì nó nhẹ nha. Ở đây có cái lợp mini. Ở trong đây là cái lợp mini nha. Trời ơi, lợp mini mà dính rồi bà ơi. Vô rồi bà ơi. Trời ơi, bích lòng. Cực kỳ phê phê. Con này mới vô bà ơi. Trời, xuống cái đầu tiên dán cho con khủng luôn trời. Ôi ôi, cái lợp nhỏ chiếu chiều giờ lên cái như cục sắt. Trời ơi. Cái lợp này lớn phần 268 nha bạn. Mà anh em nhìn nó vô coi nè, cứng ngắc luôn coi nè. Trời ơi, tin nổi không. Ôi ôi, nó bự. Cái này kêu bích lòng luôn à, bích chạch luôn. Dừng dựng máy lên bắt ngắn này gai nha. Phải nói là quá tuyệt vời các bạn ơi. Trên cả tuyệt vời. Con này nó mới ken sò ben luôn mà. Thì cái lồng này là 47 phân. Chiều dài là 47 phân là cao 6 ô, ngang 8 ô các bạn. Chúng chủ yếu đi đặt hậu hành. Nhưng mà cái con này thì có phải 1,8 kg thôi. Trời ơi trời, con anh 1,8 kg với cái lợp nhỏ xíu xíu à. Hộp 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 là nó ra. Cũng như mình xuống cái bẫy đầu tiên mà nó dến con này cũng như quýnh bài cào vậy đó các bạn ơi. Quýnh bài cào mà làm cái dở lên chín nút vậy đó. Bắt đây nữa nè. Thứ nào chịu nổi thứ này. Đây. Cũng hơi khó nha. Bích lòng. Kính mít luôn trời. Ca này thật khó bạn ơi. Ok. Oh. Con cá này nó mới vô nó mập anh em xem đây nè. Ký 8, ký 9 luôn rồi. Con này thì không tới 2 kg đâu bạn ơi. Kinh khủng chưa. Trời, thứ nào chịu nổi. Quá mập. Con nó mới ken trời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Anh em xem cặn lại cái rồi dựng bỏ nó vô vỏ luôn nha. Nó mập rồi nè. Con này dạng mới vô mà. Ui ui. Phạch. Quá sướng. Tới ký 9 rồi. Ký 9 vô cái lồng dài 47 phân.
cao 6.800, nhức nách chưa? Rồi rồi thì cũng đầu video cũng cho Dương gửi lời chúc sức khỏe đến anh em nha. Thì ngày hôm nay clip là Dương thăm đi thăm 40 cái bạn, xuống cái bãi đầu tiên là thấy sung sướng rồi. Rồi cho Dương ốp máy bỏ cái này vô nha. Ôi trong lỏng, chuột cũng đi rồi. Hòn chính. Chính còn hành cổ nữa coi. Ôi nặng rồi, bà nặng rồi, nặng rồi. Trời ơi con hổ mèo má ơi. Cái hổ mèo này bự dữ vậy ta. Thì cái loại gắn hổ mèo này là con gắn độc nha bà. Và nó biết phun độc độc. Thì những con gắn này á, thì Dương sẽ dục cái lợp này xuống nước nha bà. Và cửa sau mình sẽ lấy lên mình đặt lại. Đó. Rồi xong. Mình nhớ đi Dương đặt tẩy trong cục cỏ. À đây. Con chuột còn luôn. Rồi phát cho bịch lúa. Chuột nó ngụm củ tỏi rồi con. Ô tài. Hút hoàng này cũng khủng rồi. Ê này ngon quá chị ngon. Trời ơi thấy chuột luôn. Thấy chuột trống luôn rồi bà ơi. Không dính trời. Trong đây Dương có cái hộp mini nữa. Ê. Ôi ôi trống lỏng luôn bà. Bộ con gắn này chui ra nữa. Xảy nó hai lần. Để đi. Lát Dương đặt ra sao thì hãy Dương loại góc bên kia. Dương thăm nghe dính được con hành cũng khá to các bạn. Dìm ta quá rồi, không có quay được. Sẵn đây thì Dương muốn bắt chia sẻ với anh em luôn. Hành hành gì 4 lạng. Trời ơi chạy lên trên. Con này phải lôi ra rồi, bự lắm nha. Bằng kia luôn. Con này sẽ được 400g rồi. Dài. Con hành gì mình đang thu vàng lòn. Hồi này dính gắn bự bự không ơi. Họ. Rồi thì sau một thời gian cả tầm có khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ Dương thăm cũng được chục ngoài cá, Dương quay trở lại cái bãi Dương ngâm nước. Lúc đầu thì dính hổ mèo bạn. Anh em nhìn hổ mèo nó to ghê hồn không? Để Dương đo anh em xem hổ mèo này nha. 2, 4, 6, 8. 1 mét. Con này tắt mét gữ bạn ơi. Tại vì một gan tay Dương tới 22 phân nè. Nó bự nên thấy ghê hồn mà nó mới nè. Ghê hồn chưa? Anh em xem đầu nó đây. Bự quá nha bà. Trời ơi trời. Con này chắc Dương bắt về bạn ơi. Bắt về mình làm gỏi ăn. Chứ bỏ uổng bự quá bự. Hồi nãy thật sự ra là chỉ camera nhìn thấy thôi chứ Dương chưa dám nhìn nữa bà. Rồi con bắt nó luôn bạn ơi.
ơi, ngựa con kẹt đầu đau thiệt trời. Có tài. Trong này tối hù. Đồ mánh lấy cái bẫy luôn trời. Rồi. Ê. Lấy cái bẫy luôn rồi. Ớn thiệt. Dương mới thăm chỗ này nè bạn. Lấy cái bẫy Dương rồi nha. Thấy gì Dương tò mò, Dương qua góc bên đây Dương coi thử. Dương nhìn vô Dương thấy cái bẫy của Dương luôn. Đặt lại bên đây nè bạn. Thấy sợ chưa? Á à, trời vậy sao được. Lấy góc bên kia, đặt lại góc bên đây. Ồ. Ớn ăn không? Các bạn thấy phá ghê không? Hồi lấy ra luôn bạn ơi. Á à, trời gì sao được. Cái này là đồng nghiệp các bạn. Đồng nghiệp mới chui vô mấy chỗ này rồi lấy đặt lại thôi chứ ngoài ra là không phải người dân đâu. Nhiều khi nói cái này đụng chạm anh em thông cảm như nha. Chứ cái này vẫn bảo đảm với anh em là đồng nghiệp chứ không ai hết á. Tụ mà chơi ác ôn. Lòng chuột cắn bánh bao hết. Còn lúa cũng ghê chứ. Hết lúa chứ. Tục không dính đâu. Đây con cá này bạn. Vô mảnh rồi bạn ơi. Quá đã. Trời ơi. Trời ơi, bánh ký luôn. Chạy đầu hết rồi bạn ơi. Hôm nay vô mảnh nè. Hôm nay no cơm rồi các bạn ơi. Trúng lúc luôn. Hàng giờ anh đủ tiền luôn. Nó đổi cái hôm mà cong lên luôn rồi. Gặp cái bao này, gặp cái lợp này chuột nó cắn hư cái bao. Mùa này mùa mưa cắn nó vô. Không có bao nữa, nó ủi từng bữa một. Rồi cái đầu banh hết. Về bạn ơi. Sướng sướng sướng. Tuyệt vời tuyệt vời. Ngon lành. Trời phiến vàng không? Phiến vàng nó bò chỉnh camera. Đây thì anh em xem cặn lại cái rồi Dương cũng bỏ cái này vô vỏ luôn nha. Con này tầm cỡ ký mốt cho lời bạn ơi. Con này Dương nhìn kia thấy sướng rồi. Cái bẫy này là Dương đặt hình như đâu cả tháng trời nó mới dính rồi ạ. Thăm cử nào cũng không dính, cử nào không dính chứ. Cả tháng trời vậy đó bữa nay mới dính rồi. Ôi. Không làm. Rồi Dương bỏ nó vô vỏ nha. Hình như trong lỏng con chuột nó chạy luôn. Cái này nó không dính nữa. Dương thấy con chuột. Nhìn ngay cái mặt lúa. Rồi thì Dương vừa vô khu làm sao Dương cuốn 4 cái rồi các bạn. Thì Dương cũng hết trên 7 rồi. Dương lội ra tới xe.
sáng nay dùng tổng thành quả luôn nha. Bữa nay nó dính gắn tím trên đầu ngón tay được quá, dính gắn không có nhiều con nha, nhưng mà chúng lớn, chúng toàn hàng khủng không. Đây, chuột còn khá là nhiều quá, nay nó hao chuột cũng ít lắm. Trời ơi trời, thứ nào chịu nổi không. Đây, tại đi những cái khu mà bí ẩn lại gặp người dân đồ nhiều thì mình phải xài cái túi lưới này không, tại vì túi lưới này nó che gắn không thấy gắn được, mình có thể mình nối dốc và mình đặt chuột hay là mình đi làm cái gì chứ mình không phải đi đặt gắn nha. Khó mà bành bành không hàng dẫn chúa mấy con hổ hành vậy. Rồi. Cuối cùng thì cũng cho Dương xin kết thúc clip nha. Và cảm ơn em đã xem clip và đăng ký kênh YouTube của Dương. Dương chân thành cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye.